Công ty Hamley đã mở cửa chào đón trẻ em cùng với cha mẹ của chúng tới cửa hàng chơi thử các món đồ chơi mới. Nằm trong danh sách top 10 đồ chơi được săn đón năm nay, Scuba Loop, cuộc giải cứu thực sự của tôi, là đồ chơi thú nhồi bông có tương tác với trẻ. Nó có thể lớn lên nếu người chơi nuôi dưỡng và tắm cho nó. Cháu rất thích món đồ chơi này vì nó thực sự rất mềm mại và có đôi tai lấp lánh. Xu hướng đồ chơi năm nay là những thứ có khả năng kết nối với con người, điều kết hợp giữa công nghệ trong sản xuất đồ chơi với thế giới trực tuyến. Các sản phẩm như Peace Air lại cho phép người dùng vẽ một bức tranh giữa không trung xuất hiện trên màn hình TV, trong khi các thành viên gia đình đoán nó là gì so với đồng hồ kỹ thuật số. Giáng sinh là lúc dành thời gian cho gia đình. Tất cả chúng ta đều là những đứa trẻ sau ngày dài làm việc. Và tôi nghĩ rằng ngay cả trong những thời điểm khó khăn, mọi người sẽ luôn muốn tìm một món đồ chơi cho lũ trẻ và dành thời gian cuối ngày với chúng. Ngoài ra, công ty còn ra mắt những đồ chơi công nghệ dành cho trẻ em trước tuổi đến trường, chẳng hạn như Crossing Critter, một chú chó thu nhỏ thực hiện các hành động cơ bản mà trẻ có thể lập trình để làm theo. Bên cạnh đó, Hamley vẫn trưng bày nhiều mẫu búp bê, ô tô đua, bởi không ít bậc cha mẹ vẫn muốn con mình phát triển trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo với các món đồ chơi này. Hầu hết những món đồ chơi ở cả chúng tôi đều phổ biến trên khắp thế giới. Những gì chúng tôi làm là chuẩn bị càng nhiều đồ chơi càng tốt, bởi chúng ta sẽ không biết được Giáng sinh năm nay có điều gì mới. Cửa hàng bán đồ chơi Hamley hoạt động từ năm 1760. Mỗi năm cứ đến gần lễ Giáng sinh, cửa hàng này lại dự đoán những món đồ chơi có thể trở thành xu hướng lựa chọn của nhiều bậc cha mẹ cũng như của các em nhỏ.